Tử vi về ngày mùng 4 tháng 12 âm lịch Giáp Tý. Xin chào quý khán giả của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, từ xa xưa, ông cha ta mỗi khi muốn tiến hành một công việc nào đó đều chọn ngày tốt để cầu mong mọi việc hành thông. Chương trình Tử vi hàng ngày luận giải cát hung hàng ngày của kênh Phong thủy Gia Cát sẽ gửi tới quý anh chị biết ngày hôm nay là ngày tốt hay xấu đối với tuổi của anh chị, những công việc đại sự nào có thể tiến hành hay không nên làm gì trong ngày này. Thông qua các yếu tố ngũ hành, vận mệnh năm sinh với ngày tháng muốn xem, từ đó giúp anh chị biết được nên làm gì và lên kế hoạch sắp xếp công việc được hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất cho bản thân mình. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải về cát hung của ngày 4 tháng 12 âm lịch với sự tư vấn của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Chúc anh chị có một ngày đầy may mắn và nhiều niềm vui. Tổng quan về ngày 4 tháng 12 âm lịch. Ngày 4 tháng 12 âm lịch còn gọi là ngày 4 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 16 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Giáp Tý, có nạp âm là hải trung kim, tức là vàng trong biển. Do Tý và Ngọ chính xung, giáp dương mộc khắc mậu dương thổ, canh dương kim khắc giáp dương mộc. Đây gọi là thiên khắc, địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 và Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 4 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp giáp dương mộc là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Tý nên hết sức chú ý và cẩn trọng trong mọi việc. Trong ngày hôm nay, tuổi Tý có hai cát tinh là tướng tinh, phúc tinh chiếu mệnh, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Bên cạnh đó, tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc thêm được hanh thông, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp giáp dương mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày, bản mệnh cần chú ý tới lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Ngày Giáp Tý, tuổi Sửu có các tinh thiên ất quý nhân đóng mệnh, vốn là ngôi sao may mắn, nếu được các ngôi sao này chiếu mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Đồng thời sẽ gặp được những người giúp đỡ trong công việc và cuộc sống, đem lại sự may mắn, giàu sang cho gia chủ. Hơn nữa, vì Tý, Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Dần dương mộc gặp giáp dương mộc là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày cũng có hai cát thần là phúc tinh và thiên lộc giáng chiếu tới những gia chủ tuổi Dần, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng bản mệnh vẫn cần cẩn trọng, nhất là những việc liên quan đến vấn đề giấy tờ. Trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp giáp dương mộc là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mão trong hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày, tuổi Mão sẽ có sao hàm trì chiều tới, mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Mão. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý còn có hung tinh kình dương chủ về tai họa, thương tật, cho nên gia chủ tuổi Mão cần chú ý ngay những lời mời nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Hơn nữa tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp khung hóa cát, chiêu kỳ nhân, tài lộc. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp sát dương mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Thìn nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Ngày Giáp Tý, các gia chủ tuổi Thìn có kim dư, tướng tinh là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, cho tài lãnh đạo và có uy quyền. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân. Để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ 6, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp sát dương mộc là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tỵ, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày Giáp Tý có hai cát thần là Văn Xương và Thái Cực chiếu đến bản mệnh, đem lại những may mắn cho gia chủ tuổi Tỵ. Văn Xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ, thái tuế Tý, Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lương vượng, sự nghiệp, cầu tài đều có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Thứ 7, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp sát dương mộc là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Ngọ nếu có cơ hội nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó, còn có các tinh Thái Cực chiếu mệnh, được coi là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý, Thủy là thiên can tinh của tuổi Ngọ, cần cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp giáp dương mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, tuổi Mùi cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày có sao hàm trì chiếu tới, mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Mùi. Với những người độc thân nên nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Bản mệnh còn có thiên ất quý nhân đóng mệnh trong ngày Giáp Tý. Đây là ngôi sao may mắn trong mệnh, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu chuyển năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay sẽ dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp giáp dương mộc là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Bên cạnh đó có các tinh tướng tinh chiếu mệnh, vốn là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo và có uy quyền. Vì vậy trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Đặc biệt năm 2020, thái tuế Tý, Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. 10, tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp giáp dương mộc là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020 do Dậu Kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy, nên còn gọi là phá thái tuế. Vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất xương thổ gặp giáp dương mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tuất nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Các thần quốc ấn giáng chiếu, thất sát này chủ về quan vận, nên những người gia chủ tuổi Tuất nếu như còn đang theo con đường quan trường sẽ có những trợ giúp rất lớn. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất sẽ có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có những bước nâng lên đáng kể. Cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi dương thổ gặp giáp dương mộc là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Hợi trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong ngày, có sao hàn trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Hợi. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can Canh Kim là thiên ấn tinh, là thiên ấn chủ về áp lực, phiền não, có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt, vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với anh chị về luận giải vận trình ngày 4 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày càng thuận lợi và suôn sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về tử vi, phong thủy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!